Kính chào. Kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VNA TV 57.3. Thưa quý vị, đây là một điểm tin và đọc báo của đài phát hình lúc 7 giờ đến 8 giờ 15 từ thứ hai đến thứ sáu và trên băng tần 57.3 tại miền Nam California. Tại miền Bắc California, tại thành phố San Jose thì trên băng tần 16.10 và tại thành phố Houston của tiểu bang Texas thì trên băng tần 27.4. Kính chào tất cả quý khán thính giả và cùng thực hiện với chúng tôi là bạn Donald Trần. Thân ái kính chào quý vị khán thính giả đài VNA TV. Để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị theo dõi tin tức thời tiết với cô xứ ngôn viên Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên cả ba băng tần của chúng tôi 57.3, 16.10 và 27.4. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Là một ngày thứ sáu đẹp trời cho quận Cam, quý vị có thể thấy nhiệt độ là 67 độ cho ban ngày, 54 độ cho ban đêm. Và tại vùng San Jose, nhiệt độ là 70 độ cho ban ngày, 50 độ cho ban đêm. Riêng tại vùng Houston, Texas, trời sẽ mưa trở lại với nhiệt độ là 69 độ cho ban ngày, 59 độ cho ban đêm. Thưa quý vị, qua ngày thứ bảy cuối tuần thì trời tiếp tục đẹp cho quận Cam của chúng ta. Nhiệt độ là 69 độ cho ban ngày, 56 độ cho ban đêm. Và tại San Jose là 70 độ cho ban ngày, 50 độ cho ban đêm. Và trời tiếp tục mưa cho vùng Houston, 74 độ cho ban ngày và 61 độ cho ban đêm. Kính thưa quý vị, và qua đến ngày Chủ nhật thì là cả ba miền Nam Bắc California cũng như Houston thì trời đều nắng rất là đẹp. Kính thưa quý khán giả, riêng tại Houston nhiệt độ là 79 độ cho ban ngày, 63 độ cho ban đêm cho vùng Houston. Chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần rất đẹp trời. Và sau đây là câu ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay, đó là giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chắc là quý vị vẫn có thuộc cái câu chuyện sự tích về con giả tràng, là một con vật nhỏ giống như là con cua, nó vẫn hay xe cái cát thành từng viên nhỏ và nó cố gắng lấp đầy biển đông. Nhưng mà đó thật sự là một chuyện không thể. Ý là bài ca dao này, chúng ta không nên làm những cái gì mà thật sự không trong tầm tay của chúng ta và làm những việc vô ích, mà hãy dùng cái sức đó để làm những điều hữu ích hơn. Dạ, đây là ý nói của bài ca dao là như vậy. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay là thứ sáu cuối tuần, như cô Mỹ Linh mới vừa trình bày đó. Thì thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta kiểm điểm lại những cái gì liên quan đến cái dịch corona này đó, để mà chúng ta biết trong tuần qua mình tóm lược hết nha quý vị. Xin phòng máy cho những cái hình ảnh gì của coronavirus. Thì thưa quý vị, số người nhiễm trên toàn cầu đã được báo cáo hôm nay một cách chính thức đó, thì là vượt quá 1,5 triệu người rồi đó, nhiễm đó. Và số chết đó, lên trên 89.400 người tính đến ngày hôm qua quý vị nhé. Nó nhiều đó, nó tăng vọt là ở New York của Mỹ. Hay, cái thành phố này chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề của thành phố này. Bây giờ châu Âu thế nào? Châu Âu thì Tây Ban Nha đã có 683 người chết rồi và nâng cái số chết lên đến 15.200 người. Tây Ban Nha đó. Thủ tướng Tây Ban Nha là lệnh cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc có thể kéo dài sau tháng 5 nữa. Dù hiện nay thì số chết nó chậm chậm lại rồi. Dịch thường thường nó lên tới đỉnh rồi nó xuống quý vị. Thì về phía Nga thế nào? Nga bây giờ lại bắt đầu nha. 10.000 người bị lây nhiễm rồi. Hồi đó ông tự hào lắm. Ông nói của ông là bao biên giới đồ thắt chặt này kia. Bây giờ lên hết đến 10.000 người rồi. Bên về tin tức liên quan đến ông Boris Johnson ở Anh á, thì ông được ra khỏi cái khu cấp cứu rồi quý vị. Ông tương đối là ông sau mà 3 ngày ông nằm cái phòng hồi sinh á, bây giờ ông được qua ra cái khu khỏi rồi và bây giờ được điều trị bình thường để mà phục hồi. Thì tại Anh 8.000 người bị lây nhiễm và 900 số tròn tròn thôi nhé quý vị. Tôi round up lại là nó khoảng 900 ca, nó khoảng 890 mấy đó. Đấy. Thì đó nó bây giờ cái phía Mỹ như thế nào? Thì tình hình nó liên quan đây là bây giờ ai cũng nóng lòng muốn kinh tế nó trở lại. Thật ra gần một tháng rồi nó suy sụp quá độ. Nhiều vấn đề liên quan chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Nhưng bây giờ hôm nay Thượng viện Mỹ đã không thông qua gói hỗ trợ bổ sung thêm do Hạ viện đề nghị là 250 tỷ đô la để giúp các doanh nghiệp nhỏ.
hai bên còn kèn cửa nhau dữ lắm. Còn về phía trên tiểu bang New York đó, thêm 800 người chết vì cái dịch này rồi. Đây là ngày thứ ba liên tiếp tiểu bang này có số chết, người chết cao kỷ lục, và trên 7.000 người đã thiệt mạng tại bang này rồi, chiếm hơn phân nửa của nước Mỹ đó quý vị. Đây. Còn về phía châu Á thì bây giờ Nhật đó, thêm 500 ca nữa, đưa cái số này lên là 5.400 người bị lây nhiễm rồi. Đấy. Và chính phủ Nhật đã ban hành lệnh emergency, tức là khẩn cấp ở 7 cái tỉnh luôn, cả cái thủ đô Tokyo. Singapore thì có Singapore ít, dân họ ít quá, nước họ nhỏ nữa, thì họ độ khoảng 3 triệu dân thôi, thì khoảng 287 người bị lây nhiễm. Đấy, chưa có ai chết. Thì là Mỹ bây giờ đó, là ông Tổng thống ông set up một cái team mới nữa, là ngày hôm qua đó ông đọc, ông loan báo trên hệ thống truyền hình của những cái đài lớn như Fox News hay là CBS rồi quý vị, là CNN rồi đó. Thì là ông họp báo và ông loan báo ông làm một cái team mới, cái second team, cũng là để vì cái nạn dịch coronavirus này, nhưng mà để xem coi cái chừng nào mở cửa lại nước Mỹ để mà phục hồi kinh tế. Cái chuyện này gây go lắm, cả hai phe chống phe binh. Đấy. Cái ông Fauci đó, Dr. Fauci, ông bác sĩ mà uy tín lừng lẫy của nước Mỹ và thế giới đó, thì là ông cho rằng cái chuyện mà nói mùa vụ thời tiết nó sẽ làm cho corona này chấm dứt đó, không có chính xác, không chính xác. Ông nói rằng cái chuyện mở cửa sớm nguy hiểm lắm, bởi vì có thể tái trở lại. Bây giờ chưa có ai biết là có tái hay không tái nữa. Có những người bị rồi, như vài nước Á Châu, người bị rồi lại tái trở lại, bị lại, nói là nó có kháng thể trong người, nhưng mà cái chuyện đó là có người có, người không, ấy mơ hồ, nó chưa chính xác. Thì ông nói cái đó thì không được. Thì chúng tôi sẽ loan những số tin thêm để cho anh Donald Trần trình bày một số cái vấn đề liên quan tin tức ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cùng anh Hòa Thiên Nhân, như anh vừa trình bày thì hiện giờ nước Mỹ đang chuẩn bị muốn mở cửa lại, tức là trở lại bình thường hóa những cái hoạt động như là đi làm, nhà hãng đấy. Thì ông như anh vừa nói là Phó Tổng thống Mike Pence là người đứng đầu cho cái task force cho cái vụ coronavirus này. Ông tuyên bố là không ai muốn mở lại nước Mỹ trở lại bằng Tổng thống Donald Trump. Tức là ông rất là muốn làm, và ông đã từng tuyên bố là ông muốn mở vào cái dịp lễ Easter nước Mỹ, nhưng mà rốt cục ông phải delay lại thêm 2 tuần nữa dựa theo những cái lời cố vấn của những nhà mà y tế. Thì ông là cuối tháng 4, và bây giờ là có những cái tin tức nói là ông muốn mở lại nước Mỹ vào tháng 5, nhưng mà chưa có specific. Tại vì ông Tổng thống Mike Pence, ông đã nói là muốn chấm dứt cái social distancing, tức là cách nhau 6 feet, và ở nhà không ra đường thì không có thể nào chấm dứt ngay được. Tại vì nếu mà chấm dứt ngay thì có thể trở lại cái dịch cúm này nó trở lại. Thành ra ông bảo ông rất là cẩn thận. Bởi vậy ra như là anh Hoa Thế Giang nói là có những cái group là ok, những group không ok. Thì muốn trở lại thì bây giờ ông Mike Pence ông lay out những cái việc làm mà mình phải làm thì mới mở được. Nhưng mà thực tình ra bây giờ chưa có một cái chi tiết nào để cần phải làm để mà đưa đến cái mở lại nước Mỹ. Thì nó cũng còn chắc cũng phải vài tuần nữa để xem nó như thế nào. Cũng là hy vọng là mọi việc sẽ trở lại bình thường vào tháng 5. Hiện giờ thì ai cũng trông mong hết, tại vì người ta ở nhà cũng lâu rồi và người ta cũng cảm thấy chán. Nếu quý vị ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook thì quý vị thấy là người ta post lên những cái hình người ta ở nhà nấu cơm, ăn uống, người ta sửa nhà, người ta làm đủ mọi việc hết, tại vì cái vụ coronavirus này. Vâng, thưa anh. Tiếp theo bây giờ, nãy chúng tôi cũng nói quý vị là chúng ta sẽ đi sâu vào, bởi vì cái tiểu bang New York này là tiểu bang bị cái dịch này nó hoành hành nặng nhất. Tổng thống cũng chỉ thị cho FEMA và US Army Corps đó, đội quân của bên quân đội đó, tới để lập một cái bệnh viện giả chiến tại cái Central Park, mà họ hoàn thành
cái bệnh viện dã chiến này 3.500 giường nha quý vị, nhưng mà chỉ có trong vòng 3-4 ngày. Trong lúc Trung Quốc cũng phải làm cái bệnh viện thần gì đó, lôi thần gì đó, là một tuần lễ 10 ngày mới rồi, bên này làm 3 ngày. Bạn, quý bạn thấy là cái tốc lực của những cái người quân nhân Mỹ như thế nào, họ rất là tích cực và họ hy sinh dữ lắm. Bây giờ tới cái vùng dịch bệnh đang ôm sòm vậy mà làm, nghĩa là không có mang, có mang mask nhưng mà đều biết đâu được mask thì cũng không thua gì đâu. Thì bây giờ đó, thưa quý vị, tiểu bang này như thế nào? Thống đốc Cuomo họp báo nói rằng tiểu bang này sẽ không thể trở lại bình thường được, xin phòng máy cho cái liên số 6. Đấy. Thì theo như đài CNBC á, thì ông Andrew Cuomo ngày hôm qua đã nói nếu mà bang của ông duy trì nghiêm túc các chính sách giãn cách xã hội, tức là social distancing đó quý vị, thì trong nhiều tuần tới, nhiều thôi nha, họ không có nói dứt khoát được, là nhiều, thì có thể ổn định được tình hình dịch bệnh, vì cái số thống kê nó cho thấy là nên là cái curve đó quý vị, khi nó lên tới đỉnh rồi bây giờ nó hơi lài đi một tí, là nó không vượt một cái ao nữa, nó lài đi, trước kia nó đi thẳng lên vậy, thì bây giờ nó lài, thì khi người ta nói là nếu mà con số như vậy thì tình hình nó sẽ đi xuống, thì dịch bệnh nó là vậy đó, cái biểu đồ mà. Nhưng mà ông cũng tiếp cho rằng số người chết vì Covid-19 này là vẫn chưa tới cao nhất đâu, theo ông đó. Ông này ông quá cẩn thận và ông trách móc Tổng thống Trump ghê gớm lắm. Ông nói là không đủ kia, không đủ cái dụng cụ thiết bị y tế đó. Nhưng mà thật sự Tổng thống là bây giờ ông cho ông báo là trong liên bang bây giờ chỉ còn có 1.000 cái máy trợ thở, tất cả 100.000 cái máy trợ thở của liên bang bây giờ đưa đi hết rồi. Bây giờ liên bang không còn nữa, còn 1.000 cái thì đâu bao nhiêu đâu. Đã đưa đi hết cho các tiểu bang chia ra hết rồi. Ngày hôm qua Tổng thống có lên trên đài để mà report cái supply này, để đưa cho các nơi như thế nào, để hôm nay cũng bị chỉ trích các ông thống đốc rồi báo chí rồi quay ông quá cái chuyện này. Thì chúng ta thấy rằng, trở lại với ông Cuomo thì ông nói chúng ta sẽ không trở lại bình thường đâu. Nghĩa là dù có chấm dứt cái nạn dịch này và mở cửa thì cũng không có trở lại bình thường nữa. Thì ông đã trong cái cuộc phát biểu của ông tại thành phố Albany đấy, và thống đốc cũng chia sẻ niềm hy vọng mong manh thôi nha quý vị, về cái chính sách mà giãn cách xã hội này nè, yêu cầu dân chúng ở nhà rồi đóng cửa các hoạt động kinh doanh mà không thiết yếu đó. Ông nói rằng đây cũng là một cái cách, ông xác nhận đây cũng cách đúng để mà kéo lại, chậm lại cái tốc độ lây lan của virus. Thưa mời anh. Dạ vâng, trong khi đó như quý vị biết là có ông tỷ phú Bill Gates là ông sáng lập ra Microsoft. Thì ông trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC vào ngày thứ Năm, tức là ngày hôm qua, thì ông nói rằng là hiện giờ nước Mỹ nó không, tức là không có misprioritize, tức là kiểu như là xếp đặt cái coronavirus đúng. Thì như theo ông Bill Gates, ông nói là chúng ta có một, nếu mà chúng ta không có một vấn đề mà giải quyết được, tức là cái vấn đề là testing. Hãng của ông nói rằng là ông đã chi ra hàng tỷ đô la Mỹ để mà tìm ra những cái testing của coronavirus, thì cái nguồn tin này thì chưa được kiểm chứng, nhưng mà dựa theo đó ông bảo là nước Mỹ mà muốn mai mốt ở tương lai mà có những cái virus mà như vậy thì trước hết là phải có một cái testing system nhanh chóng. Thì ông mới nói là ngoài cái chuyện đó ra, chúng ta phải học như là Nam Hàn. Nam Hàn có một cái unified system, tức là một cái system duy nhất để mà theo dõi những cái coronavirus này. Trong khi đó hiện giờ cái system đó ở riêng ở nước Mỹ thì không được chính phủ liên bang quan tâm. Người ta ông bảo là nếu mà chúng ngày nào mà chúng ta mà không có những cái đó thì chúng ta cũng có, nếu một đại dịch khác xảy ra thì chúng ta không chuẩn bị và chúng ta cũng sẽ bị những cái trường hợp như bây giờ. Vâng, thưa anh, ông tỷ phú này ông đã bỏ ra hàng tỷ đô la để mà làm vaccine đó, cũng tốt lắm. Thưa đến đây thì chúng tôi đã đến phần quảng cáo và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau đó.